tử vi thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo, Bạch Dương thể hiện được bản tính và kỹ năng của mình trong công việc. Tinh thần tự giác và tính kỷ luật cao của bạn sẽ nắm vai trò hết sức quan trọng hết sự thành công hay thất bại của chòm sao này. Hãy cố gắng duy trì sự nghiêm túc và tôn trọng ý kiến của người xung quanh để đạt được kết quả cao nhất thời tiết đang thay đổi thất thường sẽ có thể gây ra sự ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe ăn uống đủ chất và uống nhiều nước sẽ giúp cho bạch dương sẽ phòng chống được bệnh tật bạn cần luôn ghi nhớ điều này tình hình tài chính của cung hoàng đạo này sẽ không có gì đáng lo ngại nếu như bạch dương biết kiềm chế sở thích mua sắm của bản thân cung hoàng đạo này là tuyết người tiêu tiền như nước một khi đã thích gì đó là bạn sẽ mong muốn có bằng được mới thôi. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 10 và 66. Hai, cung Kim Ngưu Kim Ngưu có một ngày thứ tư khá tuyệt. Công việc tiến hành trôi chảy mọi kế hoạch đề ra đều được thông qua bạn được đánh giá khá cao vì năng lực của mình nghiêu nhi không mong đợi gì nhiều bạn không có nhiều tham vọng chỉ là bạn muốn thứ gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó mà thôi công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi thu về thành quả trong chuyện tình cảm nghiêu nhi cũng có thể coi là người may mắn bạn đang được nhiều người thầm thương trộm nhớ lắm đó chỉ là bản thân bạn chọn người như thế nào mà thôi. Hãy tìm ra người phù hợp với mình nhé. Con số may mắn của Kim Nghiêu ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 26 và 48. Ba, cung song tử song tử trở nên rất thân thiện. Bạn sẵn sàng trò chuyện và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tinh thần sẵn sàng học hỏi giúp bạn bắt tay vào công việc được phân công mà không hề chần chừ. Bạn sẽ phát triển rất nhanh chóng trên con đường sự nghiệp. Chòm sau này không mấy quan tâm đến người ấy vì hai người đã ở bên nhau khá lâu. Tuy nhiên, nếu vẫn còn trân trọng người ấy, bạn không nên tiếp tục thờ ơ như thế. Song Tử có thể thử nhiều phương pháp kiếm tiền khác nhau để phát hiện ra đâu là cách phù hợp nhất với mình. Đừng quá sốt ruột khi thấy người khác thành công. Con số may mắn của Song Tử ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 30 và 69. 4. Cung cự giải xem tử vi miễn phí cự giải trong ngày hôm nay sẽ nhận được vui về vấn đề tài chính đáng mừng. Một cơ hội đầu tư sẽ xuất hiện ngay trước mắt cung hoàng đạo này. Nếu biết cách nắm bắt thì chắc chắn bạn sẽ mang về những khoản lợi sẽ không nhỏ. Mọi chuyện dường như đang đều diễn ra trong hôm nay sẽ diễn ra rất suôn sẻ đối với bạn vấn đề công việc sẽ đều đang đi theo kế hoạch mà chòm sao này đã đề ra từ trước dù thử thách có khó khăn đến mấy bạn cũng sẽ biết cách để vượt qua một cách dễ dàng nhưng bạn cũng không nên vì vậy mà tỏ ra kiêu căng tinh thần thể dục thể thao của cung hoàng đạo này trong khoảng thời gian này rất đáng tuyên dương đơn giản chỉ là những bài tập buổi sáng nhẹ nhàng cũng sẽ giúp cho bạn có được sự khỏe mạnh hơn nhiều con số may mắn của cự giải ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 33 và 29. Năm, cung sư tử sư tử đừng mỉa mai ai đó vì đó có thể là nguyên nhân kéo người khác rời khỏi bạn và để bạn chìm trong nỗi buồn và ăn năn. Nếu bạn để tiền tiết kiệm quá lâu, nó sẽ dần hao mòn và cuối cùng là mất hết vì thế chỉ nên tích cóp tiền trong một khoảng thời gian ngắn cho tới khi bạn có thể đầu tư khoản tiền đó thói quen ghi chép và liệt kê ra những việc cần làm trong ngày sẽ giúp bạn sắp xếp công việc hiệu quả hơn nữa việc liệt kê mọi thứ cũng là một bài tập giúp cải thiện trí nhớ hãy duy trì thói quen lập danh sách những việc cần làm và đánh dấu khi bạn hoàn thành chúng con số may mắn của sư tử ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 04 và 39. 6. Cung Sử nữ, Sử nữ tỉ mỉ đặt ra những yêu cầu rất cao cho những việc mình làm. Bạn không muốn phạm phải bất cứ sai lầm nào. Cấp trên rất yên tâm khi giao cho bạn những công việc quan trọng vào ngày hôm nay đây có thể coi là cơ hội giúp bạn bứt phá, khẳng định vị thế. Có vẻ như xử nữ đang đề ra những tiêu chuẩn quá cao cho người bạn đời tương lai của mình. Đôi khi những tiêu chuẩn bạn tự đặt ra chỉ là phù phiếm. Trong chuyện làm ăn kinh doanh, chòm sau này luôn giữ chữ tín của mình và cung cấp những sản phẩm tốt nhất trong tầm giá. Khách hàng rất tin tưởng bạn đấy con số may mắn của xử nữ ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 06 và 40. Bảy, cung thiên bình thiên bình hôm nay sẽ tỏa sáng rực rỡ với những ý tưởng độc đáo và vô cùng mới lạ. Với óc phán đoán nhanh nhảy của bản thân chòm sau này sẽ biết cách để xoay chuyển tình hình sao cho hiệu quả nhất. Do đó mà dù mọi việc có đang dối như tơ vò thì bạn cũng có thể tìm ra ngay cách xử lý sao cho thỏa đáng nhất. Trong phương diện tình cảm, những mối quan xã giao hài hòa sẽ mang đến cho bạn một ngày vô cùng dễ chịu. Cung hoàng đạo này luôn biết cách khiến cho không khí của cuộc nói chuyện luôn trở nên vui tươi và thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có lẽ đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc đâu đấy nhé. Tốt nhất là thiên bình đừng vội tin vào những lời mật ngọt, để rồi xa bẫy. Con số may mắn của thiên bình ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 36 và 17. cùng bọ cạp ngày mới của bọ cạp nên kiềm chế bản tính nóng này của mình lại nhé khi chòm sau này nói năng và hành động có phần thiếu đi sự suy nghĩ bạn sẽ gây ra tổn thương cho đối phương chòm sau này cũng không nên quá cố chấp với quan điểm của bản thân bạn nên thử mở lòng và lắng nghe sự góp ý của mọi người nhé bọ cạp là một người rất bướng bỉnh và chỉ làm theo những gì bản thân mách bảo, và điều đó sẽ khiến cho nửa kia sẽ phải cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bỏ cạp cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và cảm thông hơn cho họ đấy. Cung hoàng đạo này đang chi tiêu có phần tiết kiệm trong hôm nay. Vì bỏ cạp đã tự nhận thấy bản thân đã quá tay vào những món đồ không thật cần thiết vào thời điểm trước đó rồi thì phải. Con số may mắn của bọ cạp ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 27 và 50. 9. Cung nhân mã nhân mã cảm thấy rất cô độc. Đừng để những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc của bạn. Hãy luôn kiểm tra kỹ càng các bước trước khi báo cáo nhiệm vụ cho thầy cô hoặc cấp trên của mình. Về phương diện tình cảm nếu như nhân mã còn đang độc thân khó có thể tìm được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay bạn không nên quá vội vã đưa ra quyết định đến với một ai đó chớ nên mở hầu bao cho những món hàng có giá trị lớn khi chưa suy nghĩ kỹ càng nhân mã cần phải biết sống tiết kiệm hơn nếu bạn không muốn lúc nào cũng rơi vào cảnh cháy túi con số may mắn của nhân mã ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 34 và 68. 10. Cung ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo ma kết sẽ rất mạnh mẽ lấn lướt những người khác. Trái ngược với khả năng làm việc độc lập của bản thân mà kết lại không kết hợp tốt với mọi người khi làm việc nhóm những quan điểm bất đồng và cứng nhắc và cố chấp của bạn sẽ khiến cho xung đột có thể xảy ra trong phương diện tình cảm cung hoàng đạo này nếu đã có đôi có cặp sự độc đoán của bạn sẽ có thể khiến cho đối phương phải cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu những vết dạn nứt ngày một lớn dần nếu không ngồi lại nói chuyện và chia sẻ những khúc mắc với đối phương thì rất có thể cả hai sẽ phải chia xa tình hình tài chính hiện tại của market đang không được dư giả thoải mái cho lắm tuy nhiên bạn vẫn hài lòng với những gì mà bản thân đang có số tiền mà market kiếm được đủ trang trải cuộc sống hiện tại tuy nhiên bạn cần có ra một số tiền để dự bị cho sau này con số may mắn của Ma Kết ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 19 và 37. Mười một, cung bảo bình bảo bình sẽ có phần chán nản trí và ủ rũ hơn nhiều khi mọi việc không tiến triển như những gì mà chòm sao này đang mong muốn. Cung hoàng đạo này không biết liệu rằng bản thân có đang đi đúng phương hướng đi không nữa. Nỗi muộn phiền trong lòng bạn sẽ càng khiến cho áp lực công việc dồn nén hơn nhiều. Hôm nay, tình cảm của Bảo Bình sẽ không phải mối quan tâm hàng đầu, hơn nữa chính sự nghi ngờ, ghen tuông mù quáng của người ấy sẽ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi vô cùng và khó chịu. Cung hoàng đạo này sẽ cần phải cân đối lại thời gian trong ngày để dành ra khoảng thời gian chăm sóc cho bản thân. Bạn không nên vì quá mải mê làm việc mà lười luyện tập thể dục thể thao. Việc Bảo Bình cứ ngồi lì một chỗ cả ngày sẽ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 16 và 27. 12. Cung song ngư song ngư cần nhắc nhở bản thân không nên phán xét mọi người trong ngày thứ sáu này. Thay vào đó, bạn nên thử đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu không chịu thỏa hiệp với mọi người thì công việc sẽ chẳng thể nào thực hiện trôi chảy được. Bạn cần cân nhắc cách hành xử cho phù hợp. Song ngư cảm thấy bực bội và tự hỏi tại sao người ấy chẳng thể cư xử được như mong muốn của mình. Thay vì việc bắt người khác chiều theo mình, bạn cũng cần học cách thay đổi vì người khác nữa. Tình hình tài chính của bạn sẽ không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Các khoản lương cứng vẫn chảy về túi bạn đều đặn, trong khi đó tiền thưởng thì chưa có nhiều. Con số may mắn của Song Ngư ngày 25 tháng 10 năm 2024 là 12 và 04.